mừng năm mới. Rồi hôm nay ngày mùng 1 Tết thì lời đầu tiên tôi sang kính chào quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, mã đáo thành công, sức khỏe dồi dào, an lạc và hạnh phúc. Thì mai ngày 1 thì sang cũng có cùng với nhà gia đình, cùng với nhà với là gia đình đó, tối hôm qua thức đón giao thừa xong rồi lên Tam Bảo đọc kinh xong rồi ngồi thiền rồi tới 3 giờ sáng bắt đầu mới đi ngủ đó. Rồi cho nên hôm nay về trễ, một hôm nay 9 giờ mấy mới dậy luôn. Rồi hôm nay ngày đầu năm mới thì đó là cho con chúc mẹ là một năm mới tràn đầy hạnh phúc, cũng như là sức khỏe được bền vững, an lạc trong cuộc sống, thì luôn vui tươi với lại gia đình con cháu để mà chào đón thêm nhiều cái niềm vui nữa ở trong gia đình. Rồi và chúc cho Thủy nè một năm mới là thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, sức khỏe phải bền vững. Rồi chúc cho tất cả vợ chồng của Úc Bè Dương nè, rồi bé Hạnh nè, bé Đạo nè, Hân nè, rồi bé Huỳnh nè, năm mới nhiều sức khỏe nha, an khang thịnh vượng. Làm gì sáng giờ xuống tới giờ ông ngoại hoài vậy? Ông ngoại đẹp trai quá. Sao giờ ông ngoại miết à? Ngắm ông ngoại miết à? Bé Huỳnh, Huỳnh nè, nè, thấy xì không? Rồi đó là những gì mà mong cho tất cả mọi niềm vui, mọi tiếng cười, an lành hạnh phúc đến với gia đình. Thì cũng mong cho tất cả mọi thành viên trong gia đình một năm mới á, thì luôn nở nụ cười trên môi, không có trụ nha. Gia đình mà luôn nở nụ cười trên môi á, là gia đình hạnh phúc đó, không có được trụ là được rồi. Xong rồi mẹ nói gì mẹ trước tiên đó thì năm mới chúc quý khán giả và các con các cháu bữa nay là có linh chức được cháu cố rồi. Chúc vợ chồng con cũng mạnh khỏe, cũng có một niềm vui, cũng để có sức khỏe mà để lo cho những người có hoàn cảnh nghèo khó khăn hơn. Mọi sự may mắn được mọi người cùng chung tay với nhau. Chúc bữa nay thì cũng đầy đủ, mẹ cũng đầy đủ hết rồi, có cho tới có cháu cố luôn rồi. Chúc vợ chồng cháu ngoại nè, con nè, trai út nè, rồi cháu ngoại kia còn độc thân. Nhờ cũng nhiều sức khỏe hết, các con các cháu rồi đều nhiều sức khỏe, mạnh khỏe. Năm tới cũng được gặp nhiều may mắn, công việc thành công trong mọi lĩnh vực hết. Rồi con chúc mẹ năm mới là luôn được nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc với lại con cháu. Rồi giờ tới nha. Tới gì chúc mẹ xong rồi mấy đứa chúc mấy nhỏ. Rồi tới mẹ đi. Tới chúc mẹ đi. Mấy đứa nhỏ đứng dậy. Năm cũ bước qua năm mới. Chồng đứng dậy nha.
ông cụ có quà năm mới, con chúc mẹ anh chị hai luôn dồi dào sức khỏe, mẹ được sống lâu trăm tuổi, anh chị hai được qua mua bay và bán đất và sự như ý. Rồi tới hai vợ chồng bên kia. Năm nay là khác hơn năm ngoái, năm nay vui hơn năm ngoái nha. Có hai cặp rồi, còn thiếu một cặp nữa. Cặp kia là solo. Dạ, năm mới con muốn cũng muốn lại với sức khỏe. Con lớn. Năm mới con chúc bố mẹ bà ngoại ấy là con chúc bà ngoại bố mẹ có thật nhiều sức khỏe, bố làm ăn phát tài để có tiền đi giúp người nghèo. Rồi ở kia đang solo có người đang solo, đang có cặp nữa. Năm ngoái mà có một cặp nữa vậy mới vui á. Năm sau chứ nhìn vua con. Năm mới con chúc bà ngoại với lại bố mẹ thật là nhiều sức khỏe. Chúc bố công ty sẽ ngày càng phát triển để có thể lan tỏa được tình yêu thương giúp đỡ cho nhiều người nghèo. Rồi chúc mẹ luôn vui, chúc mẹ với ngoại là luôn vui vẻ, rồi luôn xinh đẹp, sống lâu với con cháu. Rồi cảm ơn con. Cảm ơn con. Rồi tới con chú ngoại đi. Nhá Hoành, con chú ngoại đi hả? Chú ngoại à? Em ơi chú ngoại. Chú ngoại nhiều chuyện nhiều ông ngủ. Anh ơi, cho em chúc anh nữa. Năm mới chúc anh xã Tám Sang luôn có sức khỏe nè. Có sức khỏe thì mới đi giúp cho người nghèo được. Rồi luôn vui vẻ nè. Có sức khỏe mà phải vui vẻ nữa nha. Rồi làm an khang thịnh vượng. Rồi chúc cháu ngoại cũng luôn mau ăn chóng lớn. Em chúc cháu ngoại luôn. Cháu ngoại chưa biết nói. Rồi sao có lì xì chưa? Trời ơi. Cô bà mẹ lì xì trước đi rồi. Vậy bà Tan để mời bà mẹ uống nước nè. Đó, giờ bà ông ngoại bắt ẩm cháu rồi. Giờ lo cháu không mà cưng cháu quá. Vì con với anh Sang mời mẹ uống nước. Ly nước đầu năm, ly nước tình, ly nước nghĩa. Con đại diện hết cả nhà luôn nha. Anh ơi, em mời anh uống ly nước. Tôi chè. Ly nước này ly nước tình, nước nghĩa. Em đại diện mấy đứa con luôn nha. Không có bài bản gì á, không có mẹ chúc anh xong rồi á, mẹ vừa chúc xong rồi lì xì đúng rồi, không có vô chứ gì gặp mời mê gắn mẹ gì vậy mẹ, hai không ra hả mấy đứa đứng dậy đứng dậy hết đi hết, bèo ngâm ngao quá ăn đi hết rồi. Rồi năm mới con hái lộc đầu năm, hái lộc đầu năm mà con cũng chúc cho mẹ từ đầu năm cho tới cuối năm lộc vô nhiều nha. Đó rồi lộc đầu năm của tám lưu đạn nha cả nhà. Trời ơi ông ngoại lì xì cho con nè, cho con ngó con mèo nè. Rồi đó ngoại cho con nè, ngoại lì xì cho con rồi. Đó, cầm đây ngoại lì xì lấy hơn, cầm kìa cầm có lì xì kìa. Ngoại lì xì cầm bao lì xì nè, bà cố lì xì nè, bà cố lì xì nè cho bé Quỳnh nè. Bé Quỳnh rồi đó, bà cầm kìa cái tay kìa, nhìn cho sao có cái tay nó cầm kìa. Ôi trời ơi rồi kìa, cái tay nó cầm kìa, cầm lì xì của ngoại hết, cầm cứng quá ta. Rồi cầm chặt luôn, cầm chặt luôn. Rồi biết cầm bà ngoại lì xì xong rồi tới anh. Bây giờ tôi lấy cho đủ tôi mới cho ra, cho ra quà, lấy cho đủ mới cho ra. Ủa, cha con bị xì quá cha. Lấy cho đủ không? Mình là đoàn năm mà mình phải biết lấy vô trước thôi mình mới cho ra. Trời ơi, okay, hai ông cháu ôm lì xì hết trơn rồi. Rồi lì xì anh đầu năm lấy hơn. Ok. Em có duyên lắm á nha, em lì xì anh là nguyên một năm anh sẽ vui vẻ. Rồi. Làm ăn an khang thịnh vượng, phát triển thành công. Vô hai mình mới ra một là chứ, đúng không? Cảm ơn em.
chúc em năm mới nhiều sức khỏe ha, tươi trẻ đẹp khỏe bền vững nhiều nụ cười đó, đừng có giữ sổ hộ nghèo bền vững là được rồi. Rồi tiếp đó rồi à, lì xì mấy nhỏ luôn đi. Ừ, trời có vụ gì khẩn lại em lấy tiền lì xì anh mà à, không lì xì hết luôn à, năm nay tấm sang phải đi chơi ngược vậy đó cho mọi năm á, sáng sớm mới mở mắt ra móc hầu bao sạch luôn, năm nay phải gom vô trước đúng không cả nhà, có vô mới có ra đúng không. Rồi năm mới con lì xì mẹ dòm nữa kìa, con có cầm trên tay con còn dòm gì nữa. Ôi có lì xì trên tay, thấy người ta lì xì còn dòm nữa. Rồi rồi giờ con lấy lì xì mẹ của con nè, đây ngoài này cúi đầu xuống chứ. Rồi rồi còn đây một tới be đi, be có lì xì mấy đứa cháu gì không? Hôm nay mình phải lấy vô, lấy vô nhiều nhiều mà mới cho ra được. Lì xì cho bé Quỳnh hả? Có rồi nè, bé Quỳnh nè. Ừ. Cái này của ông ngoại, còn này ý là bà bé gấu nói là sau là bà ngoại nè nè không lì xì cho bé Quỳnh. Bé Quỳnh còn nhỏ, má nó xài rồi. Không có. Cái này của ông ngoại cho là ok rồi. Nó xài đó. Ông ngoại lấy của bà ngoại bà. Thôi bây giờ là bé Quỳnh là quên nãy quên đó. Con xài cái này là ok rồi nha con. Cái tên này khác biệt mà con. Bây giờ á. Rồi, xong chưa? À, mẹ, đầu năm con lì xì ông chúc mẹ luôn nhiều sức khỏe. Mấy cháu cũng được mặt tại hai chị hai. Chị hai cũng lên trước rồi nha. À, năm mới cầu chúc hai con luôn nhiều sức khỏe. Hạnh phúc. Sống hạnh phúc bên nhau. Chúc cổ với vợ cũng hạnh phúc mà có cháu. Câu đó. Rồi biết rồi. Đi xin cho bé đâu. Rồi. Quỳnh ơi, năm mới ông Út chúc con nhiều sức khỏe, mau chóng lớn nha. Hốt con. Hốt liền con, cầm vô con. Rồi, hai tay. Rồi. Hai tay hai bao luôn hả? Đào cả. Rồi. Dạ năm mới chúc cậu mợ nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc. À, năm sau là sẽ có cháu. Dạ. Năm sau có cháu. Năm ngoái, à, năm nay có cháu. Năm sau lâu quá. Rồi. Cậu mợ năm mới rồi chúc mời bé Đào khỏe, xinh đẹp, có người yêu, có thêm năm sau là có thêm một người đồng hành nữa. Con cảm ơn cô. Rồi đây bây giờ là có cái đây là năm bao phong lì xì là của của solo, solo kia, của solo. Bữa hổm đi về nhà gửi cho em năm bao lì xì, thứ nhất là lì xì cho bà ngoại đầu năm. À. Ai gỡ? Solo Đắk Lắk. Ai để cho bố sang để lọc. Rồi đây là của mẹ. Đó. Rồi bé vợ chồng bé gấu. Xong rồi lì xì cho bé Quỳnh. Đó, đây nè đó, con cũng có luôn. Đó. Đưa đây. Trời ơi biết cầm rồi đó. À. Cầm gắt ghê. Đưa gì hai đưa gì hai lại. Đưa gì hai nè con. Đưa gì hai. Mẹ lì xì con chưa. Rồi. Thế gì? Còn mà để ông ngoại lì xì nè. Ba nó bồng đi để ông ngoại lì xì. Đưa đây em bọc. Nè mà tụi con bồng đi. Đưa đây cho mẹ giữ nha con. Ừ. Mẹ giữ cho. Rồi. Ba bồng cho. Gì vậy vậy? Bốc đâu vậy? Bậy tào lao. bốc bạ không à. Đúng rồi của nó mà. Không của nó cái tờ này là con bố. Một cái tờ của nó là không. Cái tờ màu đỏ. Không cái tờ này nè. Đâu rồi, cái tờ màu đỏ đâu rồi? Cầm lên đi. Đúng rồi. Ok. À. Của cốt khỉ hoàng cốt chủ. Còn của bà có
bà cố, nhưng bà cố chỉ có món cho bà cố. Bà cố đó. Đấy, của tôi là con này đâu đúng là vị trí. Bà cố thôi. Rồi. Của tôi đúng rồi. Bé nữa. Ai? Nè, cái cổ cậu Út nè là đúng không? Đó chưa, mém xíu rồi. Mém xíu rồi ghê chưa. Bố nhận được bà ba phong bì. Bốn không? Ê, bậy. Ba phong mà. Lộn, cái tờ này mới là ngoại của. Ngoại với mẹ. Đây. Có lì xì anh hai phong không đúng không? À. Của anh có hai phong bì thôi, ba phong bì thôi. Bốn hả? Em cái. Ừ. Mẹ cái. Mẹ cái. Hai cái. Dọn cái của thằng Đắk Lắk. Thằng Đắk Lắk. Biết Đắk Lắk luôn à. Ừ. Ủa vậy của bé Bình cũng ba cái, của Út cái, của ngoại cái với là anh Đắk Lắk. Ừ. Đó, bốn cái. Của bố bốn cái đúng. Rồi. Nãy giờ mình nói nhận vô mới có bốn tờ rồi nha. Bốn tờ này nó nhẹ quá vậy. Ôi ơi. Nó không có được cứng là biết rồi, hiểu rồi ha. Không có được cứng là hiểu rồi ha. Chừng nào mà cầm quơ 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 vậy nó không quạt quạt được á là mới cứng nha cả nhà, hiểu rồi nha. Đó là nghe. Cũng hiểu rồi nha. Mày ơi, cũng hiểu rồi nha. Trời ơi. Thôi bây giờ nói gì nói đằng nào cũng phải. Wow. Là cứng dữ. Này mới gọi là cứng. Giật con dao. Trời ơi. Giật hoài không ra luôn phải không? Biết là cái này là hạng nặng, thôi thì mình kéo được cái một. Đó. Anh giờ bé đầu giật mà nghe cái rột luôn á. Uống trà trước. Thôi khỏi mời uống trà đi. Trời ơi. Đưa nước trà lên tay không à, đầu năm con gửi đến cho mẹ cái lộc mà nói chung là lộc này là lộc tấn bình an, tấn sức khỏe, tấn an vui, chúc mẹ được ba cái tấn nó là trọn vẹn rồi đó. Cảm ơn con. Nghe chưa, chúc con cũng mạnh khỏe. À, cái này mới cứng không ạ? Rút một cái nha. Vậy chứ bà vô duyên quá. Nha nè. Rồi tới con là nè, năm mới ha, bây giờ năm mới khui đau đây nè ha. Chúc cho em ha, luôn có được nhiều cái viên mãn giống ở trong cái bao này. Ok. Cảm ơn anh. Rồi. Tiếp nữa thì Đào. Dạ. Dạ giống năm mới. Bố chúc cho con nhiều niềm vui, đạt được mọi cứ nguyện, thành công. Dạ cảm ơn bố. Và cuối cùng là sức khỏe. Dạ cảm ơn bố, chúc bố nhiều sức khỏe. Rồi, ok. Rồi, lục. Cái này sao mạnh mỏi tay quá. Ủa sao của con không mỏi không? Cái này nó mỏi. Rồi năm mới. Rồi, gãy cành luôn. Sao để gãy cành luôn. Bố chúc chưa kịp chúc để lo đớp cái tờ giấy mất tiêu rồi. Không có nó cầm vậy gì để chúc hết. Rồi chúc cho con nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Ngoan nhiều hơn chúc. Dạ cảm ơn bố. Chúc bố làm ăn phát tài. Tại xong rồi thằng rồi cái này là chúc cho hai cho con luôn rồi năm mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc thật nhiều sức khỏe nha. Ok. Ui ba thì anh hai chúc cho em là năm mới thật nhiều sức khỏe, mọi chuyện được thành công như ý nguyện, đặc biệt em mau kiếm cháu ngoại cho nội về cho mẹ đi. Dạ. Ha. Dạ. Rồi Dương thì anh chúc em năm mới đạt được mọi cái ước nguyện và thành công như mới trên cái con đường mới và sớm có baby để về cho bà nội. Bà ngoại, bà cho bà ngoại gì nhất. Rồi cháu ngoại cháu ngoại hả?
cháu ngoại không có. Cháu ngoại không. Cháu ngoại với ba nói chung rồi. Ba với cháu ngoại chung rồi. Ru. Không cháu ngoại gì hết, tôi là không ăn chơi. Ông ngoại thấy con đẹp không ngoại? Con chào ông bà cô chú. Rồi còn phần của Sơn với số. Đây cầm giùm cho Sơn với số à. Cầm giùm Sơn với số, trời vô lấy giùm lì xì luôn mới ghê. Thôi Tham cầm giùm cho Sơn với số thôi. Bà tính lấy lì xì luôn, thầy mới bay nhào vô cái chậu mai thôi là xong rồi. Rồi Sơn với số. Rồi. Sáng nào bán được mấy cái tàu rồi. Dạ bán hết rồi. Bán hết rồi hả? Dạ năm năm cũ bước sang năm mới, trước con chúc bà ngoại, sau chúc sư phụ và sư mẫu và gia đình nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, cầu gì được đó. Và chúc duyên sư phụ công ty Tám Sang BDS luôn mua may bán đắt, okay, phát triển okay, lớn mạnh hơn nữa. Ok. Nhưng mà nãy cái cầu là cầu gì được đó đúng không? Dạ. Cầu dưa thấy dừa. Cầu dưa thấy dừa. Cầu dưa là thấy dừa. Rồi, thì sư phụ chúc cho Sơn cái số nè. Dạ. Năm mới không mấy số nữa mà đi bán vàng. Được. Mấy số rồi đi bán vàng, sức khỏe được bình an. Dạ. À, gia đình luôn ha, an khang thịnh vượng. Dạ. À. Cái bình này gì 2023? Dạ, cảm ơn chú. Đây, của chị lì xì cho Sơn với số. Năm mới chúc Sơn với số là luôn vui vẻ, khỏe mạnh để đồng hành với anh Tấm Sang để giúp bà con ha. Dạ, dạ. Rồi. Rồi, con có cái này lì xì cho bé Quỳnh lấy lọc nha. Quỳnh đâu có biết xài tiền đâu, lấy lọc nè. Lọc. Nó buồn ngủ rồi, vậy nó buồn ngủ rồi. Ông bà cô chú cho vợ chồng bé gấu lấy lọc nha. Thôi nè mẹ bé gấu tặng luôn đi. Cuối video cả nhà của Sang gửi lời chúc vô trong Sơn. Dạ. Đứng ở đây. Rồi là tập trung lại. Tập trung vô đây, sát vô đây, đứng sát vô đây hết. Nhìn ra trước à. Rồi. Bây giờ là cuối video rồi. Đi sát vô con ơi. 8 Sang số 8 là cả nhà nghe là thấy là phát rồi đó, mà phát tài phát lộc Tám Sang cùng với gia đình cô mẹ pha rồi đó, tất cả quý cô chú ông bà anh chị em, cô mẹ pha rồi to trẻ nhiều ăn cái hạnh phúc nhà tốt nha. Và Sang quên nữa, tặng cho cả nhà đó, thấy không, đầu năm nè cả nhà thấy từ trên xuống dưới đẹp trai không đó. Năm nay chơi đôi vàng như cái đèn cày vậy đó, thấy không đó, xịn mà sò luôn à đó. Rồi ở đây nữa nè, một cây mai quá là tuyệt vời luôn nha cả nhà đó, cả nhà nhìn thấy không đó, cây mai nè, bữa nay là năm nay cây mai là nó vàng tươi vàng thật luôn, rất là tuyệt vời. Chúc mọi người an khang thịnh vượng, mã đáo thành công, sức khỏe an lành, hạnh phúc viên mãn trọn vẹn hết 2023. Happy New Year. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Đừng quên cho Sang một like mở hàng nha cả nhà, cho một lượt chia sẻ mở hàng luôn nha cả nhà, cho một lượt đăng ký mở hàng luôn nha cả nhà, nhớ nha, đầu năm mở hàng giùm cho Tấm Sang đó nha. Bye bye.